tiệc mình. Và để quý vị khách chúng ta vào đây cùng ngồi. Vào đây là để ngắm để trong, trên phong là một tấm phong nhiều màu, dưới phong có đôi lưỡi yêu nhau. Lắm cảnh nhiều màu cũng lắm cảnh mừng vui. Mà vui từ hôm trực cưới vui ra, vui từ ngã bảy ngã ba vui về. Niềm vui có bác họ hàng đông đầy tình cảm cũng đã dâng tràn về đây. Và giờ đây giây phút giao hưởng đã đến. Vâng, ban tổ chức xin được kính mời toàn thể quý vị sẽ nán lại một ít phút cho bà tiệc và hướng về lễ đài tình yêu của hai bạn để chúng ta chứng kiến giây phút giao hưởng đẹp đẽ nhất của chú rể và cô dâu, cũng như đại diện hai bên gia đình sẽ chính thức lên làm nghi lễ ra mắt để nói lời cảm tạ tới toàn thể quý vị ạ. Vâng, ban tổ chức xin được kính mời chú rể Hà Ngoan và cô dâu Phương Toản ạ, sẽ cùng nhau tay cho tay nắm tay nhau lên trên lễ đài tình yêu của mình để chính thức làm nghi lễ ra mắt cho buổi sớm trường ngày hôm nay. Vâng quý vị ơi, toàn thể quý vị chúng ta có thể dành lại một ít phút và hướng về lễ đài tình yêu của bạn đi ạ. Vâng thưa quý vị, quý khách trân trọng và kính mến. Ngày hôm nay đây, vâng ạ, nhân dịp hạnh phúc của hai bạn, toàn thể quý vị quý khách hôm nay nhận được sự lời mời của gia đình, nhận được cánh thiệp hồng thắm tình của chú rể và cô dâu, toàn thể quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh em họ hàng thân hữu gần xa hôm nay đã bớt chút thời gian của mình để trở về đây dự và chúc mừng trong buổi lễ thành hôn của chú rể Hảo Ngoan kết duyên cùng cô dâu Phương Toản ạ. Vâng thưa quý vị, hai bạn đã lên vợ thành chồng thời gian cũng có năm có tháng rồi ạ. Và chưa được công cáo với toàn thể quý vị. Và đến hôm nay đây chọn được ngày lành tháng tốt thì gia đình mới long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho chú rể và cô dâu, để được công cáo, được mời toàn thể quý vị quý khách để có mặt cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn ạ. Vâng thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và đôi bạn ngày hôm nay có được ngày vui hạnh phúc trọng đại nhất của đời mình, không thể quên được ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những bậc sinh thành. Và để có mặt đông đủ, vâng, ban tổ chức xin được kính mời những vị đại diện song thân phù mẫu ạ. Vâng ạ, ba mẹ của chú rể và cô dâu sẽ cùng lên lễ đài tình yêu của hai bạn để chính thức làm nghi lễ ra mắt ạ. Ban tổ chức 6-10 đó, mời phụ bên này bên em, hoặc là phụ bên tài bên này, bên phụ bên gia, hoặc chào cần khuyến ba khát lòng bày ơn à, tôi sống luôn đó. สมาสมาสุมีสมัยสุขสิรามันพระลาภปัญญาไทยเนื้อเสียงดีดีโอเคเอากันมาชกกินชกบนไปชกบ้างเอาฟังเราเนาะสองเราสนุกสองลูกสองหลานเอาเอาเชี่ยวกันนั่งมันนั่งมวลนั่งเอาแฉลบคนหนอมพระเราไปชกบ้างเอาไปเฮ้ยเกย์มันดีชกเอาฟังมวลดีหาเมื่อไหร่มวลนี้มันไหลนึกพอแม่พี่เราดิ
quý vị vị khách trân trọng và quý mến, hiện nay trên lễ đài tình yêu của hai bạn vâng ạ, đã đông đủ những gương mặt quan trọng của ngày hôm nay để chính thức làm nghi lễ ra mắt toàn thể quý vị vị khách đang có mặt trong hồi hôn. Vâng thưa quý vị, để bày tỏ lòng cảm tạ tới toàn thể quý vị vị khách vâng, ngay sau đây ban tổ chức vâng xin một ít phút của toàn thể quý vị vị khách chúng ta hướng về lễ đài tình yêu của hai bạn. Tân về quý vị ơi, hãy chuẩn bị những tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, và để cảm ơn đến toàn thể quý vị thì ban tổ chức xin được kính mời cả đại gia đình chúng ta sẽ cúi chào toàn thể quý vị ạ. Quý vị chúng ta dành cho một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Vâng thưa quý vị, quý khách trân trọng và quý mến, trăm hoa thì đua nở một giờ nhưng không bằng một phút đợi chờ bên nhau. Chuyện tình yêu hai bạn đến được với nhau, gia đình dạm hỏi cưới nhau thì cũng phải chọn ngày. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng 8 năm Quý Mão. Và gia đình hai bên chọn được ngày lành tháng tốt, long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho chú rể Hạo Ngoan kết duyên cùng cô dâu Phương Toàn. Và tôi để quý vị khi cần khách chúng ta nhận được sự lời mời của gia đình, nhận được cánh tay vòng thân thương của chú rể và cô dâu, toàn thể quý anh quý chị, cô dì chú bác chúng ta đã có mặt đông đủ vâng ạ, để cùng nhau chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc cho hai con hai em. Và đây đứng trên đây vâng chính là những vị song thân phụ mẫu của chú rể và cô dâu, vâng sẽ có những lời phát biểu vâng ạ thật tâm huyết vâng ạ, để gửi tới toàn thể quý vị quý khách, nói lời cảm tạ tri ân tới toàn thể quý vị và vị đại diện cho cả hai gia đình ạ. Đại diện hở bón bón tẩu cá sòn phái cá chanh nhất sẵn bón khỏi về tiền phú tiền gia cá chanh nhất thôi cả sò chiên bón ải bón em bón phi chưa lòng nung u lán bàn cương mình đi cả mưa muôn cả sóng lu chiên khỏi hơn cả bò bây giờ là xưa sẽ cá chanh nhất cả sò cắm ơn ải êm bả lung tùy nòng bàn phương nên cả vất chút thời gian nên má dử nằng lu nằng lan nằng nòng nằng lung sẽ ra sụn khỏi là đi qua tâm ẩn po me nằng lung chú con cho nên là những quần đám cưới mà đi xó chúc sức khỏe hở pi hở nòng hở po hở me con lờ cô lại hào hắn chân sơ kế bằng dân nhất kiến mà cần biết tu phù cho con nữa. Dành cho đây một tràng pháo tay thật đông chia cho quý vị ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời phát biểu từ vị đại diện của gia đình. Vâng ạ, đã gửi tới tận đây quý vị quý khách. Vâng thưa quý vị. Thưa quý vị, quý khách trân trọng và kính mến, vâng đôi tân lang và tân giai nhân ngày hôm nay đó chính là chú rể Hạ Ngoan và cô dâu Phương Toàn. Vâng ạ, đã đến với nhau những năm tháng, vâng ạ, đã cùng nhau xây đắp vun đắp tổ ấm được mấy mùa và hôm nay đây mới chính thức được công cáo với toàn thể quý vị, được mời toàn thể quý vị, quý cô, quý chú, quý anh chị, bạn bè thân hữu gần xa, vâng ạ, đến để cùng nâng ly, vâng ạ, để cùng chứng kiến chúc phúc cho hai con hai em. Vâng ạ, thay lời cho đại gia đình, vâng xin được cảm tạ chân sâu sắc nhất đến với toàn thể quý vị. Vâng thưa quý vị, quý khách trân trọng và kính mến, và giờ đây xin mời toàn thể quý vị, quý khách chúng ta sẽ đến với cô dâu và chú rể, vâng ạ, sẽ đến rót rượu, vâng ạ, để mời song thân, vâng thay lời nói cảm tạ chân sâu sắc nhất, ân sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những bậc sinh thành. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước trong lòng đại dương. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ bước về thắp ly tình yêu ạ.
bát rượu sâm anh vâng ạ. Và tay trong tay ạ. Vâng, sẽ đắp lên cái nén lên thắp ly tình yêu của mình. Vâng thưa quý vị, đôi bạn quen nhau từ thuở chăn non, biết nhau từ thuở chắc còn ngang vai. Vâng, giờ đây hai bạn đã trở về làm con một nhà. Chúc cha, chúc mẹ, chúc ông, chúc bà, chúc cả họ hàng gần xa, chúc anh, chúc chị trong nhà với nhau. Và tôi đề quý vị, quý khách chúng ta đang chứng kiến giây phút giao hưởng đẹp đẽ của chú rể Hào Loan và cô dâu Phương Tỏa. Chai sâm banh thứ hai, vâng ạ, để rót ra những ly rượu hiếu của mình ạ. Vâng ạ, sẽ rót ra những ly rượu tình rượu hiếu để nhâm mời những vị song thân ạ. Được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới tiêu cho hạnh phúc và mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống mai sau. Giờ đây toàn thể quý vị, quý khách chúng ta đến đây là để dự và minh chứng cho tình yêu của hai bạn. Vâng ạ, đó chính là chú rể Hào Loan và cô dâu Phương Tỏa ạ. Chú chung thì để cho cha, chú hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và hai bạn có được ngày vui hạnh phúc trọn đại nhất của đời mình chính là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những bờ sinh thành. Và giờ đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ mời rượu ạ. Vâng, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Không quên nghĩa mẹ ơn cha, nhờ ai mới có đôi ta trưởng thành ạ. Cô dâu và chú rể sẽ đứng ra giữa ạ. Và cô dâu chú rể sẽ uống rượu ra bôi luôn ạ. Và mời nhá, mời đại gia đình nhá. Sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Còn để quý vị chúng ta sẽ cùng nhau minh chứng cho hai họ và minh chứng cho tình yêu của chú rể Hào Loan và cô dâu Phương Tỏa ạ. Vâng, xin mời ly rượu của cô dâu và chú rể ạ. Mời đại gia đình ạ. Vâng, hai bạn sẽ uống rượu cho tôi ạ. Hai bạn như chén rượu đầy, ai chia nhấp miệng mà lòng đã say. Giờ đây hai bạn sẽ là chén rượu cay. Nếu hai bạn là chén rượu cay thì hãy uống cạn ly này để say nhau suốt đời đi nào. Vâng, hãy từ từ mật ngọt để cho mấy quay phim chụp ảnh chúng ta để ghi hình lưu niệm đẹp nhất cho hai bạn ạ. Vâng, và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể sẽ nắm tay nhau đi ạ. Vâng ạ. Chắc chắn rằng là sẽ không còn ngại nữa đâu ạ.
Vâng, xin được cảm ơn đại gia đình đã có mặt để cùng ra mắt với toàn thể quý vị, cũng như nói lời cảm tạ chân tới toàn thể quý vị vị khách. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đây nhân ngày vui hạnh phúc trọng đại của hai con hai em, vâng ạ, gia đình hai bên sẽ có những món quà lưu niệm, vâng ạ, để gửi tặng cho chú rể và cô dâu trên lễ đài tình yêu của hai bạn ngày hôm nay ạ. Vâng, ban tổ chức xin được kính mời những món quà thân thương từ đại gia đình ạ. Vâng ạ, hiện nay danh sách trên tay ban tổ chức thì có những món quà đến từ cả hai bên gia đình ạ. Và món quà đầu tiên, sau đây mới là món quà của bên này, bên em đó. Đề nghị cô dâu và chú rể sẽ nắm tay nhau đừng buông ra nha. Xin mời bố mẹ và anh chị Ngân Phương ạ. Bố mẹ của anh Thư ạ, vâng, cả anh Thư đây ạ. Xin mời món quà của ba mẹ, vâng ạ, và anh Thư ạ, sẽ có món quà lưu niệm để gửi tặng cho hai em. Vâng ạ, món quà đầu tiên, vâng ạ, đã được đeo tặng cho em dâu, vâng, đó chính là anh cả của nhà, anh trai của chú rể ạ. Vâng, tất cả quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng chồng cô dâu đi quý vị ơi. Và liên tục món quà tiếp theo mà là món quà của anh chị Ngân Phương ạ. Vâng ạ, hiện nay đang đứng trên lễ đài tình yêu của hai bạn, vâng ạ, đang trao gửi món quà trao tặng cho em dâu ngày hôm nay chính là chị dâu của chú rể ạ. Vâng, một lần nữa tất cả quý vị, chúng ta vỗ tay chúc mừng cho cô dâu và chú rể quý vị. Vâng, vẫn còn ạ. Và món quà tiếp theo là ban tổ chức xin được kính mời món quà sẽ đến với đại gia đình bên nhà gái ạ. Món quà đầu tiên là món quà của bác Tiến Loan ạ. Vâng, thưa quý vị, người đang chuẩn bị trao quà cho chú rể và cô dâu. Vâng, ban tổ chức mình nhìn thấy là một sợi dây chuyền màu vàng. Vâng ạ, được đeo tặng cho cô dâu ạ. Vâng, toàn thể quý khách lại một lần nữa chúc mừng cho cô dâu được rất là nhiều quà đó ạ. Và món quà tiếp theo đến với bác Bích Lã. Vâng, thưa quý vị, có nam có nữ mới lên xuân, có trai có gái mới lên đôi vợ chồng, và hôm nay quà có cả nam cả nữ. Vâng ạ, món quà thân thương được đeo tặng cho chú rể Hào Hoan, vâng ạ, là một sợi dây chuyền màu vàng. Theo ban tổ chức thì đấy thưa quý vị. Thank you.
thưa ông, từ gia đình gửi tặng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và giây phút giao hưởng của cô dâu và chú rể trên lễ đài tình yêu đến đây thì ban tổ chức ta sẽ được thông báo kết thúc. Và trước khi hai bạn nắm tay nhau đừng quên, trước khi đi xuống vâng ạ, hôm nay đây gia đình có mời kênh YouTube Mạnh Hoàn TV vâng ạ đến đây để chụp ảnh ghi hình làm lưu niệm cho chú rể và cô dâu trước khi đi xuống sân bàn tiệc cảm tạ tất cả thì quý vị. Thì ban tổ chức muốn cô dâu và chú rể cho nhau một câu ôm thật thân thương trước ống kính của chúng tôi, xong là nắm tay nhau đi xuống ạ. Đúng ạ. Vâng ạ, cho nhau một cái ôm thật thân thương đi ạ. Vâng, vỗ tay chúc mừng quý vị. Bánh nhanh quá. Bánh nhanh quá. Vâng, giờ đây sẽ được trả lại cô dâu và chú rể. Chào đến tất cả tỷ quý vị quý khách và hãy nâng niu những ly giờ hầu giờ tình của mình để cảm tạ tất cả tỷ quý vị. Và ban tổ chức vâng xin được kính mời tất cả tỷ quý vị chúng ta sẽ trở lại bàn tiệc của mình. Hãy hàn huyên vâng hãy nâng niu những ly giờ hầu giờ tình của mình để cùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, và để khép lại chương trình ra mắt của chú rể và cô dâu, ban tổ chức xin được kính mời chị Hồng ạ. Vâng, chị